Xin chào tất cả mọi người, mình quay trở lại với video về cái nguồn tổ ong. Và mình nhận thấy rằng đây là hai chiếc nguồn tổ ong mà từ khách sửa thì thực tế đây là khách quen thì mình nhận sửa cái nguồn này thôi. Cái nguồn tổ ong này nó có một cái công suất rất là lớn, mà nếu như chúng ta mua mới thì có cái giá thành nó cũng khá là cao. Và nếu như chúng ta sửa được, một là người ta sẽ bớt cái chi phí mua mới, hai là nếu như chúng ta có một cái cũ như thế này mà chúng ta cần một cái công suất lớn thì chúng ta sẽ sửa lại. Và nó cách sửa lại cái nguồn tổ ong này thì mình nhận thấy rằng là nó cũng, trong hai cái mà người ta mang đến thì mình nhận thấy rằng gần như là nó đều hỏng theo một cái ban bệnh như nhau đó. Và đây là một cái mà mình đã sửa rồi, thì bây giờ mình tiếp theo mình sẽ tháo một cái nữa ra và mình sẽ sửa luôn từ đầu cho các bạn xem nhé. Đối với những anh em nào mà có những cái nguồn như thế này, tương tự như thế này, thì chúng ta có thể một phần nào đó nó sửa sẽ dễ dàng hơn. Ở đây thực tế thì được rồi, trước tiên thì mình sẽ cho các bạn xem cái bộ vỏ của nó. Đây, đây chính là hộp của nó này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là một cái công suất rất là lớn, 12V lên tới tận 58A. Đó, công suất của nó để ở đây S700-12, có nghĩa là 12V 700W, công suất rất là lớn. Với nguồn tổ ong này công suất mình cảm thấy là rất là lớn, bởi vì trước đây mình cũng có lấy về những cái nguồn tổ ong thì nó thường thường là 12V và lên tới 30-33A. Đây, nắp đây. Đây là một bộ này. Bộ này là bộ thứ hai mình sẽ tháo ra sửa. Và trong thực tế là mình thấy rằng là cái này nó không bị cháy nổ gì cả. Đây các bạn có thể nhìn thấy tụ các thứ vẫn còn nguyên. Như vậy nó là một cái điều khá là lành. Diốt này, hai con phét này, hai con phét này thì ở đây mình thấy nó chạy bằng con 35N60, chạy hai con 35N60 và diốt là 30-100, có nghĩa là 30A 100V. Đó, chạy đến 4 con diốt liền, công suất rất là lớn. Thì cái ban bệnh này thực tế mình đã sửa xong rồi, và nó là một cái hiện tượng bị chết nguồn chờ. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây này, nó bao gồm ba cái biến áp xung, ba biến áp xung này, một cuộn lọc này, cuộn lọc đầu ra DC 12V này, cuộn cảm chống sốc này. Và đây là cuộn lọc nhiễu cho đường 220V, tụ lọc nguồn không bị nổ. Nó nhìn tổng quan thì không bị nổ, không bị cháy đen chỗ nào cả, chờ biết vẫn còn nguyên. Nhưng mà chúng ta để ý là ở đây nó có hai cái biến áp, tức là loại này sử dụng một cái biến áp cách ly, lái phét. Biến áp này là biến áp lái phét này các bạn. Đó, lái cho hai con phét này. Đây là chính là biến áp lái này. Biến áp lái phét cách ly đảo pha nhé các bạn. Cái này là để đảo pha, bởi vì nó chạy theo kiểu đẩy kéo nối tiếp này. Hai con này nó nối tiếp nhau nên nó phải đảo pha. Đó. Chứ sử dụng IC trực tiếp thì nó lại không đảo pha được, hoặc là nó phải sử dụng bằng con IC lái IR, dòng IR mới lái đảo pha như thế. Thì nó phức tạp, hoặc là chết phét nó sẽ chết IC, nhưng nó sử dụng bằng biến áp này thì nó sẽ không bị chết. Biến áp thứ hai là một cái biến áp cho ra cái điện áp khoảng chừng 12V đến 15V để nuôi cho con cái phần dao động. Phần dao động. Đó. Đây chính là biến áp cấp trước, người ta gọi là nguồn chờ. Thì cái nguồn chờ này nó sử dụng bằng con IC. Đây. Con IC 5M0265 659R, 5M02659R các bạn nhé. Đây các bạn có thể nhìn thấy con IC này này. Đó, nằm ở gần cái biến áp này, là nguồn chờ. Và thực tế thì mình đã thay vào rồi, nó bị chết và mình đã thay vào rồi, mất điện áp khoảng chừng 15V nên mình đã phải thay con IC này vào. Và con IC này các bạn có thể tìm mới, hoặc là đơn giản hơn thì chúng ta có thể lấy từ những cái nguồn DVD, những cái đầu DVD từ trước đấy. Nhưng một số loại mới có thôi, còn đa phần nó rất hay chạy những con Viper 22A. Đó, con này là con khác. Dạng chân nó thì gần giống với Viper 22A, nhưng mà con này nó khác. Đó, thì mình đã thay vào và chạy rồi. Bây giờ thì mình tiếp tục chuyển sang sửa một cái thứ hai, xem là cái hiện tượng của nó có giống y xì không. Nếu như mà nó bị y xì như vậy thì có nghĩa là cái dạng hỏng của nó gần như giống nhau, và chúng ta có thể áp dụng cho một số cái nguồn nếu như chúng ta có những cái nguồn tương tự như vậy. Bây giờ mình sẽ tháo ra. Đây thì mình đã tháo xong cái bộ của cái bộ thứ hai rồi đây.
các bạn có thể nhìn thấy. Đó. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là nó có phải hỏng hiện tượng y xì như con kia không. Ở đây này, nhìn về tổng quan thì theo như kinh nghiệm sửa thì các bạn nhìn thấy là cái biến áp này là biến áp nguồn cấp trước. Thì ở bên đầu mà nó lọc cái điện 300V DC ấy, nó sẽ có một con tụ ở đây này, con tụ gần với con IC này. Thì thường con tụ này nó sẽ là con tụ lọc nguồn khoảng 15V cho con IC này, để cho con này tạo dao động các bạn nhé. Và cái đầu ra của biến áp này thì nó sẽ có một cái con tụ tiếp theo bên này. Con tụ này thì nó sẽ có cái nhiệm vụ là lọc điện áp khoảng chừng 15V đầu ra để đi nuôi cho phần dao động các thứ. Đó, đây là phần thường, đây là phần dao động này, IC dao động sử dụng bằng IC KA7500B giống như là con trong cái nguồn ATX, nhưng nó là dạng dán. Đó, đây là biến áp cách ly, biến áp đạo pha. Bây giờ mình sẽ kiểm tra nếu như là làm nào để biết được nó sẽ bị mất cái nguồn cấp trước, thì chúng ta sẽ đo điện áp trên hai con tụ này, đo điện áp trên hai chân của con tụ này. Nếu như nó không có điện áp khoảng chừng mười mấy vôn thì có nghĩa là nguồn cấp trước bị chết. Bây giờ thì mình sẽ đo thử. Đây chính là cái điểm mình sẽ đánh dấu vào. Chỗ này chính là cái con tụ này. Đây các bạn nhìn thấy mình khoanh tròn, hai chân này chính là hai chân con tụ. Bây giờ thì mình sẽ cấp điện áp vào và đo thử. Đồng hồ mình sẽ để ở đây. Mình sẽ cấp điện áp vào 220V này. Đó. Trước khi đo con tụ này thì mình sẽ kiểm tra xem nó có điện áp khoảng 300V chưa. Đây các bạn có thể nhìn thấy là con tụ đây đang báo là 285V. Đó, 285V. Và cái đầu ra của nguồn cấp trước nó phải có thì mới nuôi được trong mạch. Các bạn đo này, đó. Nó là 0,00V nhé, tức là không có gì cả. Tiếp theo thì mình sẽ tắt điện này đi. Đây thì mình đang sử dụng bằng điện của inverter nhé các bạn. Nó sẽ cách ly với điện lưới rất an toàn. Và thứ hai nữa là cái dòng nó sẽ nhỏ hơn, qua tải sẽ ngắt, nó không bị cháy nổ nặng. Quay trở lại với cái con tụ lọc nguồn cho cái điện áp nuôi cho con IC này. Thì đây chính là con tụ này. Nó sẽ có đưa một cái điện trở từ 300V DC mồi cho con IC này chạy, rồi mới có điện áp để nuôi về lại. Nó giống như một cái nguồn từ cái nguồn DVD nhỏ thôi. Thông qua con trở 200K, đây các bạn có thể nhìn thấy này, con trở 200K này chính là con trở mồi nha các bạn. Có một số trường hợp bị đứt trở mồi này thì máy cũng sẽ không chạy luôn. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra để biết được là nó có cái điện áp mồi chưa. Thì chúng ta sẽ bật điện áp lên. Mình sẽ lại khoanh tròn lại cái điện áp trên cái con tụ này. Tụ này chính là tụ mồi. Đó. Đây chính là con tụ điện áp để nuôi cho IC nhé. Mà trước tiên chúng ta bật điện lên, nó phải có điện áp ở trên tụ đó. Nếu như chúng ta đo mà mất hoàn toàn trên con tụ này, các bạn nhìn thấy đồng hồ này mình cặp vào này, mất luôn này. Đây nhé. Thì đây chính là chân âm này, chân âm tụ này. Chân đâu đây, chân âm tụ đây. Xin lỗi. Chân âm tụ bên này. Chân dương tụ bên này không có điện áp này. Sang đây không có điện áp này, sang đây này có điện áp 300V này. 300V DC này. Thì nó sẽ có hai phương án. Nó sẽ có hai phương án, một là đứt trở mồi. Đứt con trở 200K mồi này, và hai là bị chập con IC dao động này. IC nguồn của nguồn cấp trước này. Đó. Bây giờ thì mình sẽ hút con IC nguồn ra và nó phải có điện áp trên con tụ đó thì nó mới là chạy. Còn nếu như không có điện áp thì có nghĩa là con trở mồi cũng bị đứt. Nhưng mà bình thường thì chúng ta sẽ hút con trở mồi ra trước để kiểm tra. Nhưng vì cái nguồn kia mình đã rút con IC ra trước và kiểm tra thì bị hỏng con IC. Chính vì vậy mà cái nguồn này mình sẽ làm theo luôn, đỡ phải rút trở một thời gian. Mình sẽ hút con IC ra. Nếu như các bạn mà sửa quen nguồn tổ ong thì cũng sẽ cảm thấy nó không phức tạp lắm, bởi vì nó gần như nó dựa theo một số nguyên lý chung thôi. Đây chỗ này thì nó có, mình nhận thấy
đấy, chỗ này con tụ này bị lỏng chân thì mình sẽ chấm lại luôn. Hoặc là cũng có một phần là do bị lỏng chân của tụ này nó mới chết IC các bạn nhé. Vì mình thấy là những cái mạch này mình cảm thấy là cái vẹt hàn nó rất là sơ sài, có những cái bám cả cục thước rất là lớn ở bên trên mặt trên đấy. Đây mình sẽ hút những IC nguồn cấp trước này ra. Đây, đây chính là con IC nguồn cấp trước. Các bạn có thể nhìn thấy này. Đó, 5H0165R. Và các bạn cũng có thể thay con khác với số là vừa nãy mình đã đọc 5M5265 gì đó. Đây, con gốc, bây giờ mình sẽ lấy lại con gốc nha. 5H0165R là con của máy. Và cái con mình sắp lấy vào là con 5M0165R. Đấy, nó khác cái đầu này vẫn được. Bởi vì cái nguồn cấp trước này nó không phải là nguồn tải gì cả, nó chỉ nuôi cho một số cái phần nhẹ thôi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục, mình sẽ đo lại cái điện áp. Đo lại cái điện áp từ con trở mồi này 300V đi sang con tụ này. Nếu như bây giờ nó có khoảng vài chục vôn thì nó là con trở mồi vẫn còn chạy bình thường. Mình sẽ bật công tắc lên. Đó, và đây, chân này, hai chân này phải có điện áp này. Đây các bạn có thể nhìn thấy nó đã lên là 50V rồi nhá. 50V. Đây là nó chưa có con IC tải thì nó sẽ bị như thế. Điện áp nó lên 50V, có điện áp mồi rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy con IC khác từ một cái nguồn DVD cũ này sang để lắp trên cái mạch. Đây chính là con IC mà mình đã rút ra từ trên cái bo mạch này các bạn nhé. Đó, năm m 0165R. Bây giờ mình sẽ cắm lên cái mạch của nguồn tổ ong này. Trên cái nguồn này nó có một cái bóng đèn xanh. Nếu như chúng ta lắp vào mà nó lên đèn xanh thì tức là nó đã chạy rồi. Và sau khi mình thay xong cái IC này thì mình nhận thấy rằng cái con ốp tô quang trên cái mạch điện này nó đã bị han rỉ và mình sẽ thay đi luôn. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Nếu như con này mà bị đứt chân ra thì nó sẽ điện áp dâng cao và sẽ hư hỏng nhiều hơn rất là nhiều. Mình sẽ thay ra luôn. Bây giờ thì mình sẽ cắm điện vào cho các bạn xem. Đo hai cái điểm khoanh tròn này của mình này. Hai điểm khoanh tròn này thì chính là cái điểm mà mình đánh dấu nó sẽ có điện áp trên đấy nếu như máy hoạt động bình thường. Đây mình đã cắm điện 220V nhé. Đây chính là đồng hồ đo vôn. Các bạn nhìn thấy là mình sẽ đo vào cái điện áp mồi trước. Điện áp mồi này chính là cái điện áp mà nuôi cho IC ngay từ ban đầu, cho IC nguồn cấp trước. Thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ có 13,5V này. Đó, 13,5V nhé. Khi mà điện áp mồi này IC hoạt động thì nó sẽ đưa một cái điện áp về để ổn định chứ không sử dụng bằng qua trở. Tiếp đến là cái điện áp rất là quan trọng. Mất điện áp này thì mạch sẽ không chạy được, bởi vì đây chính là cái nguồn nuôi cho phần IC dao động, cho cái mạch phần công suất chính. Thì phần công suất chính này như ban đầu mình nói là nó sử dụng điện áp khoảng tầm 10 mấy V, nhưng thực tế thì cái này nó đang sử dụng là điện áp 27V. Đây các bạn nhìn thấy này, điện áp 27V. Điện áp này nuôi cho phần biến áp đảo pha và IC dao động 7500. Bây giờ tiếp đến là cái phần điện áp đầu ra là điện áp 12V. Thì các bạn nhìn thấy đồng hồ đang báo là 12,5V. Có nghĩa là nó cho sai số bởi vì cái này nó có cái biến trở chỉnh. Đó, bây giờ mình sẽ tắt đi. Đây, nó đã có cái đèn xanh này. Kể cả là tắt điện đi thì vẫn đèn xanh vẫn chạy một lúc, bởi vì nó có điện áp tích trên tụ này. Trên 3 con tụ 16V 3300mi này thì nó gần khoảng sấp xỉ 10.000mi rồi, nên nó sẽ thắp sáng cái bóng này trong khoảng một lúc. Đó, đây các bạn nhìn thấy. Như vậy là mình đã xử lý xong hai cái nguồn tổ ong. Và đây đúng là cái tan bệnh mà hai cái đều bị hỏng như nhau. Nó hỏng IC nguồn cấp trước nha các bạn. Nguồn cấp trước
để nuôi cho cái biến áp đảo pha này và IC dao động này các bạn này. Đó. Như vậy là mình đã xử lý xong cái hai cái nguồn tổ ong và mình làm video này cho tất cả các bạn có thể tham khảo. Đây là một video không chính xác tuyệt đối 100% những con linh kiện nào hỏng trên tất cả các cái pan bệnh, nhưng đây là một pan bệnh mà nó bị gặp trên cả hai cái nguồn. Nên mình chia sẻ cho các bạn. Đây là một cái nguồn tổ ong. Đây các bạn có nhìn thấy là hình dáng nó như thế này nhá. Đó. Đây. Loại này loại công suất lớn 12V 58.3A. Nếu như mua mới thì giá thành nó cũng khá là cao. Rồi và video này thì mình sẽ kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.